phim kinh điển TVB ngày ấy bây giờ. Vương Bộ Linh, Trần Tú Văn, Thái Thiếu Phân, Huỳnh Nhật Hoa, Ôn Triệu Luân là những ngôi sao được nhiều khán giả yêu thích trên màn ảnh nhỏ TVB cách đây 20 năm. Nhưng HTV2 chiếu lại Ông Chủ Trường Ngư 22 giờ và Bùng Nổ 11 giờ 45 phút. Chúng ta cùng điểm lại những gương mặt đã tham gia hai tác phẩm đình đám một thời này của TVB. Dù hình ảnh có phần quê mùa, thời trang nổi mốt nhưng sức hút từ các diễn viên vẫn mạnh mẽ. Huỳnh Nhật Hoa, Huỳnh Nhật Hoa thời đóng Ông Chủ Trường Ngư và hình ảnh cùng con gái hiện nay nổi đình nổi đám với Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu 1983. Huỳnh Nhật Hoa sinh năm 1961, lên đỉnh cao lần thứ hai, trở thành thần tượng của thanh niên Hồng Kông khi xuất sắc hóa thân thành Lý Đại Ngũ, chàng trai bản lĩnh thông minh và đầy khát vọng làm giàu trong Ông Chủ Trường Ngư 1993. Đây cũng là vai diễn yêu thích nhất của hổ tướng Huỳnh Nhật Hoa. Sau gần 20 năm gắn bó với TVB, anh quyết định rút khỏi đài năm 2004 và phim gần nhất anh hợp tác là Hình Cảnh 2010 cùng Miêu Kiều Vĩ. Huỳnh Nhật Hoa có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Lương Kiếp Hoa và con gái Huỳnh Chỉ Thanh, 23 tuổi, cũng nối nghiệp cha, Doãn Dương Minh. Doãn Dương Minh trong Ông Chủ Trường Ngư và Tales from Kedah Castle 2, 2013. Cùng với Lý Đại Ngũ, Trịnh Kế Phục giàu nghị lực, ấn áp phân minh qua diễn xuất của Doãn Dương Minh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sau bộ phim này, Doãn Dương Minh vẫn tham gia đóng phim đều đặn, đến năm 2000 thì chuyển hướng sang màn ảnh rộng. Năm 2013, anh xuất hiện trong phần 2 của bộ phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị Tales from Kedah Castle. Trần Tú Văn, hình ảnh của Trần Tú Văn trong Ông Chủ Trường Ngư và hiện nay được mệnh danh là nhất tỷ của cả TVB lẫn ATV. Trần Tú Văn sinh năm 1962 là ca sĩ diễn viên có ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất cuốn hút, rất được yêu mến suốt thập niên 80-90. Tiền Thiện trong Ông Chủ Trường Ngư là vai diễn đánh dấu lần đầu người đẹp rũ bỏ hình tượng thánh thiện để vào vai cô nàng đam mê vật chất, nổi loạn, cá tính và rất thành công. Sức hút của Trần Tú Văn còn thể hiện trong nhiều phim đình đám sau đó như Ngày Mai Trời Lại Sáng, Thiên Trường Địa Ngữ, Hồ Sơ Công Lý. Bộ phim gần nhất cô đóng là Công Lý và Danh Lợi của đài ATV cùng với Ngô Khải Hoa. Diễn viên nổi tiếng vừa chính thức chia tay chồng sau 28 năm chung sống và liên tục gồng gánh nợ nần thay anh. Vương Bộ Linh, Vương Bộ Linh của Ông Chủ Trường Ngư và hiện nay. Vương Bộ Linh sinh năm 1965, là tên tuổi rất được chú ý trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông từ những năm 1980. Trong Ông Chủ Trường Ngư, người đẹp đặc biệt được yêu mến khi vào vai tiểu thư Tống Tiểu Lam dịu dàng, nữ tính nhưng cũng rất quyết liệt khi dám vượt qua những rào cản phong kiến để theo đuổi tình cảm của mình. Năm 2000, người đẹp rời TVB, rút lui khỏi làng giải trí Hồng Kông và trở thành nhà truyền giáo. Nên Ái Chi Đăng Kinh Nguyệt Hạ Túc Ấn là tác phẩm mới nhất cô đóng cùng Huỳnh Trí Hiền ra mắt vào tháng 10 năm 2013 vừa qua. Thái Thiếu Phân, Thái Thiếu Phân trong Ông Chủ Trường Ngư và hiện nay. Nếu danh hiệu Á Hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Hồng Kông 1992 đưa Thái Thiếu Phân đến với làng giải trí thì Ông Chủ Trường Ngư và vai diễn Chung Ái Linh chính là bước đệm tốt nhất cô nhận vai chính đầu tiên trong Bạch Phát Ma Nữ. Sau đó cô gặt hái thành công qua loạt phim Hồ Sơ Công Lý Vi, Bàn Tay Nhân Ái, Thử Thách Nghiệt Ngã năm 2008. Thái Thiếu Phân sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp và bộ phim gần đây nhất cô hợp tác với TVB là Thâm Cung Nổi Tiếng 2 ra mắt tháng 4 năm 2013. Hiện tại, dù đã ở tuổi 40 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ. Cô có cuộc sống gia đình viên mãn với hai đứa con và chồng diễn viên Trương Chấn, Ôn Triệu Luân. Ôn Triệu Luân trong Bùng Nổ và hiện nay. Sinh năm 1964, Ôn Triệu Luân nổi tiếng khắp xứ Cảng Thơm ở cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Vai nhân viên điều tra Chu Thừa Khai Hoạch Bát, Năng Nổ trong Bùng Nổ 1996 được Ôn Triệu Luân thể hiện rất thành công. Tuy nhiên,
scandal bị tố lừa tiền đã khiến uy tín của anh giảm sút đáng kể và ảnh hưởng đến rating của phim tại Hồng Kông. Dù bùng nổ tạo nên cơn sốt tại các cửa hàng cho thuê băng đĩa khắp châu Á, diễn xuất vẫn rất ổn và đóng phim đều đặn nhưng nợ nần chồng chất. Tình tiền đều xuất bất khiến hình tượng của anh ngày càng tụt dốc. Gần đây, ngôi sao Đào Hoa Hạnh Phúc khoe với công chúng đã cưới người vợ thứ ba là diễn viên Trung Quốc Triệu Đình. Ngô Khải Hoa của Bùng Nổ và Sứ Mệnh 36 giờ phần ai 2013. Cảnh sát Vương Nhất Chính của Bùng Nổ là vai diễn đánh dấu sự trở về mái nhà TVB của Ngô Khải Hoa, sinh năm 1964. Cũng đồng thời là bước ngoặt giúp anh, Hướng Thiện, thoát hẳn các vai diễn phản diện trước đó. Nam diễn viên nổi tiếng với series phim Bàn Tay Nhân Ái kết thúc hợp đồng với TVB năm 2006. Sau khi đóng xong Ngôi Nhà Mệt Mọc, hợp, tan rồi lại hợp, sau 7 năm dài rời xa màn ảnh nhỏ tập trung cho việc kinh doanh, Ngô Khải Hoa đã cộng tác lại với TVB trong phần 2 của bộ phim nổi tiếng Sứ Mệnh 36 giờ đang phát sóng tại Hồng Kông. Tuyên huyên trong Bùng Nổ và Hương Thảo Dược Tình Yêu 2013. Lâm Xuyến của bộ phim Anh Khách Bùng Nổ khiến nhiều tình cảm của khán giả và giúp người đẹp sinh năm 1970 đến với hàng loạt tác phẩm sau đó như Thiên Địa Nam Nhì, Nguyên Đệ Song Hành, Hồ Sơ Trinh Sát IV, Hồ Sơ Công Lý IV, Đôi Đũa Lệch, ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt, biến hóa từ hài hước đến tâm lý tình cảm. Quyên Nguyên là một trong tứ đại hoa đáng rất được yêu thích trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông và liên tục được xướng danh diễn viên xuất sắc nhất trong các giải thưởng TVB. Sau Vạn Phụng Phi Vương và Phi Ngộ, Quyên Nguyên chuyển sang hoạt động chính tại Trung Quốc, thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của cô lại khá lận đận. Người đẹp vẫn lẻ bóng sau khi chia tay bạn trai Ai Oan, người cùng Quyên Nguyên đến Việt Nam năm 2011. Việc mới đây nữ diễn viên gạo cội Hà Bình ngã nhiều giờ không ai biết khiến nhiều người xót xa cho thân phận những nghệ sĩ nổi tiếng xa suốt khi về già. Nữ diễn viên 78 tuổi Hà Bình ngã không ai hay. Cách đây vài ngày, nữ diễn viên Hà Bình nhập viện trong tình trạng gãy xương. Rất nhiều đàn em, đàn cháu trong TVB đã có mặt tại viện hỏi han sức khỏe diễn viên 78 tuổi. Ai cũng xót xa khi biết bà bị ngã nhiều tiếng đồng hồ nhưng không một ai hay biết. Chia sẻ với phóng viên, nữ diễn viên gạo cội tâm sự hiện sống đơn độc nên chuyện không ai hay biết tôi ngã là lẽ thường. Hạ Bình là diễn viên lão làng của TVB, được ví von Audrey Hepburn Hồng Kông. Trong cuộc đời, bà sống trọn vẹn cho nghệ thuật. Giờ khi đã ở tuổi xế tà, bà vẫn ngày ngày đóng phim, là gương mặt thân quen trên sóng truyền hình. Năm 2005, TVB trao giải cống hiến trọn đời như sự tôn vinh với những đóng góp trường kỳ của nữ diễn viên Hạ Bình. Tuổi già đơn độc, lam lũ trong làng giải trí nào hiếm người như tôi, bà nói. Phát Hải, Can Đức Môn hành nghề lái xe taxi tuổi 70. Năm xưa, cặp ngôn tử truyền kỳ từng làm mưa làm gió trên màn ảnh, cũng nhờ phim này Triệu Nhã Chi trở nên nổi tiếng đình đám. Cho đến giờ, nhân vật Pháp Hải do Can Đức Môn đóng vẫn được đánh giá là kinh điển. Ở tuổi 70, Can Đức Môn không còn sức khỏe như xưa. Cuộc sống cũng có nhiều bước ngoặt đau buồn. Ông từng khánh kịt vì cha mẹ bệnh nặng, thù lao diễn viên không đủ trang trải. Ông hành nghề lái xe taxi đến tận bây giờ. Thậm chí, khi mới lái xe, tài tử gạo cội vài lần bị người khác đánh đập. Khi tham dự một show truyền hình, con gái Can Đức Môn khóc nói, cha tôi khi lái xe taxi còn bị nhiều tài xế khác dè bỉu. Người ta nhiếc mắng tại sao cha không an phận đóng phim kiếm tiền lại còn cướp cơm của họ. Tôi nghe vậy chỉ biết khóc thương cảnh cha già. Huệ Thiên Tứ, cô độc tuổi già đến chết không ai hay. Huệ Thiên Tứ được biết đến với tư cách anh trai đã nữ Huệ Ánh Hồng. Năm xưa, ông nổi tiếng với vai Tây Môn Suy Tuyết do TVB thực hiện. Năm 1983, Huệ Thiên Tứ đóng vai Lục Quan Anh trong Anh Hùng Xạ Điêu. Nhưng cuộc đời Huệ Thiên Tứ lại đầy nỗi đớn đau. Trải qua hai lần ly hôn, ông rơi vào cảnh bế tắc. Huệ Thiên Tứ tự dọn ra ở một mình tại Bắc Kinh. Đầu năm 2012, ông thường kêu mệt,
sức khỏe sa sút. Không ngờ chỉ sau đó một tháng, ông qua đời tại nhà riêng ở tuổi 55. Khi chết, Huệ Thiên Tứ không có người ở bên. Thậm chí, lúc được phát hiện, ông đã tắt thở vài ngày trước đó. Nữ diễn viên Huệ Ánh Hồng cho biết bà ân hận lớn nhất là không thể ở bên anh trai khi qua đời. Trần Hồng Liệt, một đời văn nghiệp, một kiếp buồn. Trần Hồng Liệt là chồng của Phan Minh Tử, cũng là sao nam hàng đầu dưới trướng TVB khi còn hoàng kim. Ông từng đóng chính trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Châu Quan Bảo Ký, Chiêu Chi Dục Nghiệt. Năm 2009, ở tuổi 66, ông vẫn miệt mài đóng phim kiếm tiền nuôi gia đình mặc dù mắc bệnh tim. Ông từng làm việc liên tục 69 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chỉ một tuần sau đó, ông qua đời vì quá sức. Người nhà Trần Hồng Liệt bức xúc cho biết TVB là đài truyền hình bóc lột sức lao động, cướp đi sinh mạng người khác. Anh trai tôi làm việc cho họ quên ngày đêm nhưng chỉ có thù lao 3.000 NDT trên tập phim. Đến khi anh qua đời, họ cũng không đưa tiền tang lễ. Họ thật sự không phải là con người. Lưu Gia Huy, cuối đời đơn độc, bệnh tật nghèo đói. Lưu Gia Huy sinh năm 1955 tại Quảng Đông, Trung Quốc, là đệ tử dòng võ học do Hoàng Phi Hùng sáng lập. Ông được đào tạo võ học bài bản và nghiêm khắc, từng có thời gian dạy võ cho môn đồ. Lưu Gia Huy xưa và khi bị liệt sau tai biến, sự nghiệp điện ảnh đến với Lưu Gia Huy rất sớm khi ông lọt mắt xanh hãng Thiệu Thị. Những bộ phim gắn liền tên tuổi của ông đều là siêu phẩm võ thuật như Thiếu Lâm 36 trước, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3, Hoàng Phi Hùng Thất Đấu Lục A Thá. Trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 1995, ông đảm nhận vai Pháp Sư Kim Luân Pháp Phương. Ngày 17 tháng 8 năm 2011, Lưu Gia Huy bị tai biến, liệt nửa người. Chính từ đây, ngôi sao phim hành động bắt đầu phải nếm trải những cay đắng do chính vợ và con mình mang lại. Khi ông nằm viện, không thể đi lại cũng là lúc vợ con bỏ đi. Con trai lớn còn thông đồng trợ lý của Lưu Gia Huy cũng sạch toàn bộ số tiền tích góp từ đóng phim của bố. Vợ và con út sang Thái Lan sinh sống, bà tuyên bố đã ly hôn từ lâu, không có trách nhiệm chăm sóc. Hồi đầu năm, Lưu Gia Huy nhập viện khẩn cấp vì khó thở do bệnh trở nặng. May mắn ông qua khỏi và được xuất viện sau một tuần. Cách đây vài ngày, Lưu Gia Huy tổ chức sinh nhật tròn 60 tuổi bên đồng nghiệp và cháu gái. Nam diễn viên võ thuật gạo cội đau đớn, cuộc sống của tôi giờ là không nhà cửa, không tiền bạc, không vợ con, không sức khỏe. Nguyên Hoa, cảnh cơn hàn, ốm yếu tuổi lục tuần. Nguyên Hoa là nghệ sĩ thời đầu của làng điện ảnh Hồng Kông. Ông từng được tôn vinh tại lễ trao giải phim tượng năm 2005 nhờ phim Tuyệt Đỉnh Không Ép Uống. Cũng trong năm đó, ông nhận chức giải phim tử tinh. Sau khi chuyển hướng đóng phim truyền hình, Nguyên Hoa cũng tạo tiếng vang lớn. Nhưng vài năm trở lại đây, ông gần như biến mất trên màn ảnh. Nguyên Hoa cho biết do cuộc sống khó khăn, lại mắc bệnh tim, của nên ông gần như đoạn tuyệt với cách pha hành động. Hiện, ông sống bằng đồng lương do TVB trả, khoảng 2.000 tấn KD, tương đương gần 6 triệu đồng. Có người mời tôi diễn nhưng tôi tự lượng sức khỏe bản thân khó có thể kham nổi. Thôi đành an phận chịu đói khổ một chút, ông chia sẻ.